Sprinter van là của Mercedes, thì người ta modify lại cái thùng xe đằng sau, nó gắn cái thùng xe đằng sau thì trong đó nó có đầy đủ tiện nghi như là một cái nhà của mình vậy. À, thì để cùng có tất cả tiện nghi mà mình có thể nghĩ tới là một căn nhà mình có cái gì. Thì nó thu nhỏ lại thành một cái trong cái nhà chỗ này. Ta đâu có nấu microwave nào mà quá 20 phút đâu, phải không? Hâm đồ ăn 5-3 phút thôi, chuyện quá nhỏ. Thành ra là microwave mà nó run với cái đó, hoặc là mình nướng lò nướng cũng không sao hết. Lò nướng thì khi mà nó đẩy ra khoảng mấy mai hả chú? Không mấy mai đâu, nó ra khoảng là chút xíu đó, ra tới đây thôi. Nó ra như đó. Nó để đây cho mình có cái không gian rộng hơn chút xíu. Dạ. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý chị. Hiện tại thì Bùi Hồ với lại chú Kevin Trần đang có mặt ở Mỹ. Thì ngày hôm nay thì Bùi Hồ muốn chia sẻ với cô bác quý chị là sở dĩ Bùi Hồ có mặt ở tại đây á, vì Bùi Hồ và chú Kevin Trần sẽ chia sẻ review một cái chiếc xe, nhà xe di động hay chú ha? Nhà xe di động. Dạ, và phía sau lưng đây, đây là một cái nhà xe di động. Chú có thể giới thiệu sơ sơ cho con biết nhà xe này với chú. Đầu tiên là cảm ơn chú Dương. Chú Dương là bạn thân của chú. Chú Dương là chủ nhân của chiếc xe nhà xe di động này. Hẹn chú Dương lên đây để mà có cơ hội để mình cho Bùi Hồ review cái xe này từ trong ra ngoài để cho khán giả của Bùi Hồ TV biết được cái xe này nó ra làm sao. Thì cái xe này là một cái loại xe Sprinter van là của Mercedes. Thì người ta modify lại cái thùng xe đằng sau, nó gắn cái thùng xe đằng sau thì trong đó nó có đầy đủ tiện nghi như là một cái nhà của mình vậy. Thì để cùng có tất cả tiện nghi mà mình có thể nghĩ tới là một căn nhà mình có cái gì. Thì nó thu nhỏ lại thành một cái trong cái chỗ này. Thì có thể Bùi Hồ đi tới đây thì mình sẽ biết được chi tiết nhiều hơn. Chú có thể chia sẻ về cái giá xe của nhà xe di động này thì ở đây nó đắt đỏ không chú? Cũng đắt đó. Thì bây giờ cái này có thể để chú Dương chú sẽ nói rõ là mình cái xe này là mình mua bao nhiêu tiền, nhưng mà chú biết là cái xe này chú mua chắc đúc lời đó chắc là phải trên 100.000 cái xe này, trên 100.000 đô. Thì sở dĩ nó mắc là do là cái xe này là xe dòng xe Mercedes. Cái dòng xe này nó có những cái dòng xe khác như của Ford Transit hoặc là Ram Promaster. Thì những cái dòng xe đó thì nó sẽ rẻ hơn chút xíu. Thì cái đầu máy xe nó là thuộc đầu máy xe Ford. Còn cái đầu máy xe này là thuộc dòng xe Mercedes Sprinter van. Thành ra cái loại xe nó đắt, cái xe không nó đã đắt rồi. Thì bây giờ nó mới modify, nó làm cái thùng xe đằng sau để nó trở thành một cái giống như là một cái nhà để mình có thể đi chơi vào cuối tuần mà mình không cần phải mướn khách sạn. Mình có thể ở ngay trên cái xe của mình luôn. Nó đầy đủ tiện nghi luôn. Nhưng mà xe thì này thì con không thấy lưu thông trên đường nhiều chú hả? Thì cái xe này thật sự là do cho mấy đại gia đi chơi thôi. chứ không có phải là để cho dân thường của mình đi đâu. Tại đó, đây, đó. Đây là đại gia nè. Con chào chú Dương. Chào chú Dương. Phải là đại gia chú. ngày hôm nay cảm ơn chú Dương cho con review chiếc xe để cho các cô bác quý anh chị có thể ở Việt Nam hiểu thêm một cái nhà xe di động ở trên đó nội thất thì gồm có những gì ha chú ha. Ok. Anh Dương có giới thiệu đi là cho em Hồ nó. Cái xe này thì nó cũng chú đi. Chính xác thì nó là một cái xe van thôi. Nhưng mà nó có chú Dương cho con đeo cái mic vô đi cho nó thu âm. Chú Dương cho chú Dương đợi chú Dương lắc vô cái Bluetooth của nó chút xíu. Thì nếu mà mình lock cái Bluetooth rồi thì mình có thể dùng cái phone của mình để bây giờ Bùi Hồ đi xung quanh đi. Xung quanh cái xe đi. Anh Dương giới thiệu cho là đây là cái cổng chính vô. Chú giới thiệu cho. Trong khi anh Dương làm đó thì mình này. Đây là cái đầu xe, đây là Sprinter van. Thì cái xe mà van bình thường nó là giống như cái đầu xe này. Nó khá dài đằng sau. Thì bây giờ thằng Mercedes nó làm là nó cắt cái thùng xe đằng sau của cái xe nguyên thủy, nó làm cái thùng mới vô để nó làm vậy. Thì cái xe này á là nó đầy đủ tiện nghi trên cái xe này hết, từ giường ngủ này kia, rồi bên cái phần bên này á là mình có thể cắm điện vô,
mình có điện ở ngoài mình cắm vô thì mình sẽ sử dụng được điện trong này. Nếu mà mình đậu chỗ mà không có điện á thì mình có sẽ xài cái bình điện của cái xe. Nhưng mà khi mình tới ở cái campsite đó mà nó có phần mà full hook cấp á, tức là nó có điện, nước và sewer. Ba cái thứ đó là nó cắm điện vô nhau anh được. Cái shore power để nó cắm đâu. Cái thằng này thì nó có tới mấy cái tức là nếu mà cái điện ngoài điện nhà vô thì nó vô đây. Cắm vô đây. Cắm vô đây ha. Nhưng mà ví dụ như mình đi ngoài sa mạc không có điện. Thì nó có cái bình điện riêng của nó. Nó có bình điện riêng. Xin lỗi, nó có cái generator. Cái này là cái máy phát điện. Máy phát điện riêng của nó. Nhưng mà trong cái thời Covid thì chú Dương buồn quá không có việc gì làm, thành ra mới order mấy cái panel solar panel. Solar panel thì năng lượng mặt trời, rồi mua order mấy cái bình điện mà lithium á. Tự mình làm lấy luôn. Tức là nói tự mình là hai vợ chồng. Mình ở trên thì mình ở chuối dưới cổ trên rồi trồng sòng dây điện. Cái project làm 3 tháng trời trong cái mùa Covid đó. Còn ngoài cái điện thì bây giờ nước là mình ngắm vô đâu? Nước thì nó vô đây. Nước đây là thế nó để chứ. Đây là nó có cái đây. Cái này là cái nước ở ngoài tắm. Cái này là tắm ngoài. Cái đây, chỗ này nè. Là CD qua connection. Giờ nó có cái đường ống vô đây. Mình như này thường mấy cái này thì nó làm hơi kỹ, tức là phải có chìa khóa nó khóa lại. Để nó sợ những khi mình người ta bỏ mấy cái đồ tầm bậy bạ cho mình. Tại vì cái này là nước uống, nước dùng nhé. Thì khi mà cái nước nguồn ở ngoài đưa vô đó thường thường nó qua cái filter nữa. Xong rồi khi vào tới đây thì nếu mà mình tới cái campsite đó thì ở đây cái campsite ở đây nó làm để cho những cái xe này đậu vào đó là coi như nó trở thành cái nhà. Có nghĩa là nó cho mình điện, nó cho mình nước và nó cho mình cái hệ thống sewer. Cái hệ thống mà để mà connect thải, nước thải, nước thải thì tức là toilet rồi sinh này kia, rửa chén này kia đó là cái nước thải ra rồi nó cắm cái ống điện thẳng vô trong cái sewer của city luôn. Thì hôm bữa chú nói bữa hồ là bên Việt Nam á thì cũng có những dòng xe như vậy. Nhưng mà bên dòng Việt Nam á thì nó lại bây giờ nó chưa có cái ống thải này. Tức là đa số là người ta có thể bấm bỏ nước vô được, người ta bỏ điện vô được, nhưng mà người ta không có ống thải này. Là vì bên nước Việt Nam nó chưa có cái hệ thống mà thải cái này. Ở bên Mỹ này thì nó có cái hệ thống thải này. Tức là cái campsite đó nó đã có làm sẵn cái ống cho thải luôn rồi. Thì là mình tới mình chỉ việc hút cấp vô là mình xong xuôi. Là trên xe là mình có thể đi restroom, mình rửa chén, mình tắm rửa này kia. Thì nước nó chạy thẳng vô trong cái chỗ mà thải của cái trong này á, nó có 3 bình chứa, một bình chứa nước uống nó khoảng 60 gallon, một bình chứa nước thải, nhưng mà nước thải nó chia ra làm hai loại. Nước thải ví dụ như mình rửa tay mình tắm thì đó là nước thải nước gọi gray là tank. Nó gọi là cái đó là gray black tank là còn cái black là những để mình đi sure, đi tiểu đi tiêu thì nó chứa một cái bình riêng. Đúng rồi, hai cái đó thì nó có hai cái nguồn nó thải ra, thì nó cũng ra một chỗ này hết, nhưng mà nó tóm lại thì nó cái tuổi khi mà nó đã làm cái xe này thì nó design rất là hợp lý. Ví dụ như là cái tuổi cái hãng xe này cái hãng Coachman. Nó nói với hãng Mercedes là mày bán cho tao 5,000 cái đầu máy, tức là cái chassis tức là cái sườn và cái máy thôi. Rồi phần mà build cái nhà đó là cái việc của tao. Còn bên Việt Nam mình á, chú vừa rồi chú về chú có đi một cái chú đại gia kia, thì chú đại gia kia cho mình đi chơi trong một chiếc xe. Thì chú cho mình lên cái xe đó là cái xe giống như cái xe Ford mà cải tiến lại bên trong, họ làm rất là đẹp. Nhưng mà có điều là nó tại vì mình quen những cái xe bên này thì mình đi cái xe bên đó thì mình thấy nó hơi chật, là tại vì nó không có mở ra được, nó chỉ có vậy thôi. Nó chỉ có vậy là cái xe thôi. Còn bên này đó, cái xe này đó, những cái chiếc của chú ở đây là những cái chiếc thuộc loại hạng thường thôi. Có những cái chiếc mà nó lên tới cả mấy triệu bạc thì cái đó mình không nói, nhưng mà trung trung những cái tay mà thích chơi xe RV mà chú Dương quen đó, mà đúng ra là hôm nay chú Dương tính gọi anh bạn đó tới nữa, nhưng mà lái cái hoặc là mình tới nhà anh đó thì cái xe của him đó là khoảng chừng 450.000 đô. Đó, mà cái chiếc đó 450.000 đô của him thuộc loại là cũng thứ dữ rồi, thì nó cũng chạy, cái máy nó nằm đằng sau thì cái đó nó pop ra được tới ba hướng rồi. Chú Dương free từng, slide out.
nó có slide out. Giống như lát nữa mình sẽ qua mình cái sẽ xe coi này. Cái slide out. Cái xe là này. Cái lồng xe trong này á thì Bùi Hồ thấy á là cái xe này bề ngang á là nó chừng này thôi. Nhưng mà đến khi mà người ta đậu á thì chú bấm nút á, cái xe này nó sẽ mở ra. Đúng rồi. Nó mở ra cho cái vòng bên trong nó rộng hơn. À, đó vậy đó. Thì dưới này nó thì nó cũng có những cái chỗ để cho mình để đồ rượu chè hay là này cái nọ từng rượu đó dạ. Dạ nhưng mà tại bây giờ mình với lại đồ xin lỗi nha nó hơi lụm thụm chút xíu nhưng mà đại khái như mấy cà phê rồi này nhưng mà chú Dương đã dùng cái compartment trong này để mà chứa 5 cái bình điện lớn thành ra là tại vì tất cả những cái không gian nào mà sử dụng được trong xe này là mình sử dụng 100% để dùng để mà mình ví dụ như là nếu mà mì hồ treo lên đó hiện tại bây giờ là tất có cả cái panel solar trong panel đó là bao nhiêu cái panel solar là mình đã phải plan mình vẽ mình tính là mình order đúng cái size để bỏ lên trên đó để cho nó thì nếu mà đi ngoài sa mạc đó nói chung là đi ngoài ánh sáng mặt trời như vậy á thì mình có thể dùng cái điện này trong vòng một ngày mình đừng có dùng những cái gì mà gọi là quá dữ thôi nhưng mình dùng điện xài này kia cái nọ là thoải mái điện 110 là thoải mái hát karaoke này kia cái nọ không có vấn đề gì chạy tủ lạnh ở đây á hồi nãy á, chú Dương chưa kể cho Bùi Hồ cái này nếu như á, mà mình đi ngoài biển mà mình vô đây mà mình tay chân mình bị cát này kia thì mình có thể dùng cái này hệ thống này để mà mình tắm tức là nó vòi đây nó thẳng ra đây để mình xịt chân mình tắm rửa cái này luôn tức là mình không có phải đi vô trong cái kia trời ơi đó, thì cái này là nó làm nó cũng bây giờ bên thực sự ra đó là khi mà chú Dương về thì chú Dương bên Việt Nam chơi đó thì thấy có một cái chú đó chú mua cái xe xong chú đặt cũng phải làm hết đâu 20 mấy ngàn đô cái tiền nội thất 20 mấy ngàn đô đó tức là họ mua cái xe là cũng đã mắc tiền rồi mà hai mấy gần 30 ngàn đô bây giờ thì cái bên xe bên Việt Nam thì như nói á là nó có những cái ví dụ mình có cắm điện cắm nước vô nó vẫn như bên Mỹ nhưng mà chỉ có cái hệ thống mà nước thải là nó không có, nó chưa có. Thì bây giờ người ta nếu mà bên Việt Nam mà mình muốn đi toilet thì họ vẫn phải mua cái portable toilet riêng rồi họ đi trong đó rồi họ có cái cassette họ lấy ra họ đi đổ chứ họ chưa có cái system mà thẳng ở đây luôn tức là ở đây là mình từ trong restroom là thải ra ống đó là nó đi vô trong city luôn ở ngoài cái thằng này đó phía mình ra ngoài sa mạc chơi mình ngồi đó thì mình có thể dùng ở trong này nó có cái tivi cho mình mình có thể hút cấp vô mình hát nhạc karaoke rồi này thì thoải mái lắm. Ở đây nó có một cái tivi trong nhà nó trên này nó có tivi trong phòng ngủ nó tivi đại khái họ thấy cái này không cái này nó là cái awning tức là cái mái che đây bấm nút á, thì cái này nó sẽ mở ra đã làm mái che cho mình chỗ này là mình không ngủ thì mình bấm vô lại thì chú mình điều khiển qua điện thoại hết hả có thể hết. Mình nếu mà mình muốn thì mình có thể mình điều khiển nhưng mà cái hình như cái này nó chưa có vô được cái đó, đó là đại khái nó có động keo anh không chắc mình chỉ chai ra chút xíu thôi rồi mình ngưng lại thì đó là lý do tại sao phải đem ra ngoài này để có gì mình mở ra mở vô được ra mình đó. Đó mình muốn ngừng lúc nào mình ngừng đó, cái này nó ra xa lắm nó ra xa ngoài luôn nhưng mà đây cái space mình sợ đụng cái đó mình ngừng lại thôi sau rồi mình uống thì nó vô lại thì mình cho nó chạy vô lại nó chạy vô lại tất cả nó tự động hết cái chiếc này thì khi mình mua đó thì nó hoàn toàn mới nó chỉ có mấy trăm mai nó chạy từ cái hãng về cho mình thôi nhưng mà cái nó không gặp vô luôn anh vừa sao đâu đó, có thể là vì nó vì sao nhưng mà lát nữa mình cho nó vô mình bấm menu thì nó cũng vô thôi hoặc mình bấm reset nó vô mình khởi động bằng cái máy generator cũng được trên trên phone mình tức là nếu mà mình muốn chạy điện trong nhà đó ở dưới này nó cũng có một cái bình gọi là bình gas mình chạc đầy ga trong đây là để cho nó dùng để nó nấu nước nóng nấu nướng nấu nước với lại nó làm nó, cái máy lạnh cái tủ lạnh mình nó chạy được hai hệ thống vừa điện nhà mà vừa gas luôn propane á propane là mình nói là ga mình mà nấu bếp á đó là nó hệ thống này thì mỗi lần đi chơi như vậy thì Dương cũng hay nếu mà đi xa đó mình cũng hay mang theo thêm một cái generator phụ nữa cái Honda bỏ đằng sau để lỡ mà cái chính của mình mà nó có bị rồi bây giờ mình vô mình coi vô đã hết đây vô đây thì cái trong này thì này nè mở ra là có cái cầu thang nó ra lúc mình đóng cửa lại thì nó chạy vô lại thì đây là cho mình bước lên thì hôm nay đó thì trong xe thì
nó hơi không có được presentable lắm nhé. Ở đây thì có hai cái ghế ha. Yeah. À, hai ghế là hai người chủ nhân. Yeah. Yeah. Đây là chủ nhân chính, còn đây là chủ nhân của chủ nhân này. Thì tất cả những cái hệ thống điện trong xe này mình có thể mình control bằng cái bằng cái phone hết. Bằng cái phone hết. Đây là mở đèn lên nha. Mình mở đèn hết. Dạ. Đó bữa hồi thấy cái này không? Là nó đang như vậy đúng không? Dạ. Bây giờ chú Dương bấm thì cái năng nguyên cái thằng này nó đi ra ngoài. Cái này là cái phần sofa. À, cái phần nó làm cho nó rộng ra. Dạ, đúng rồi. Mình mở ra không biết xe nó chạy cái này không? Thì mình cho nó slide ra đó. Mình bấm lên nó đi ra nè. Nó đi ra. Nhưng mà cái này là cái xe này là nó chỉ có một cái slide thôi. Còn cái hồi chú Dương có cái xe trước đây là nó 3 slide lắm, nhưng mà cái xe đó thì bự lắm, nhiều khi lắm. Đi vô đi ra nó cũng cực. Đó, nó mở ra. Đó. Khá vậy. Thì khi mà nó đẩy ra khoảng mấy mai hả chú? No, không mấy mai đâu, nó ra khoảng mở ra chút xíu đó, ra tới đây thôi. Nó ra như đó. Nó để đây cho mình có cái không gian rộng hơn chút xíu. Dạ. Dạ. Rồi đây trên này ví dụ mình nấu nướng mình cần thêm đèn thì nó thì trong thì đây là cái sinh nha, cái sinh rửa chén rồi cùng cái vòi, còn bên này là cái đồ nấu nướng nè. Đây nè, dỡ lên là trong này là mình có được ba cái miệng nấu ăn. Cái này là cái furnace nó mình nấu đang. Đây. Ở nó cũng đây có lò nướng nè. Ở đây dưới này là microwave, dưới này thì là microwave. Cũng giống như là mình cái microwave ở nhà mình cắm điện cho mình xài thôi. Mình xài generator thì mình xài gì cũng được. Còn bên này là cái tủ lạnh nhé. Trên này có freezer trên này luôn nè. Thì trên này là khi mình bỏ đồ nước đá, bỏ đồ này cái nọ, thì cái tủ lạnh này nó vận hành bằng gas hoặc là bằng điện, hai thứ. Cái này là cái không gian giường ngủ. Thì thường thường cái nhà này, cái xe này đó thì nó đi được, cái này mở nó ra đó là thành cái giường ngủ, là thành một cái giường ngủ. Rồi trên đó mình có thể ngủ được hai người trên đó nữa. Đúng rồi. Cái bâng á, cái này là cái bâng á, là mình có thể lên cái này đó. Là trước đây nó không phải là như vậy, trước đây của nó là nó làm theo cái giống như là cái hình chữ U vậy này, cái bàn ăn. Đây là cái bàn ăn phải không? Nhưng mà bà Kim bà một ngày đẹp trời về cái là bà order cái này rồi, một tự bà mở, bà đập hết mấy cái nồi mà bà chỉ có cái chỗ này á là cái bàn ăn. Bàn ăn nó bàn ăn là hai cái ghế hai bên để cho mình ngồi mình ăn. Cái ghế nó hình chữ U được, cái bàn ăn này bà không thích. Mà cái đó cũng là thành hai chỗ ngủ đó, bà không thích tự bà đập ra thì thôi, mình nói thôi cái này là mình cũng boss mà, là đồ chơi mà, thế là thì thôi, bà muốn làm gì bà làm, không sao. Thì đó. Trên video nghe đó nha. À, đâu có sao đâu, mình nói thiệt mà, thì trên này đó thì mình có thể mình khi mình lái xe như vậy đó thì những người dưới này họ có thể, mấy cái này là mình chế thêm thôi nhé, những cái option để mà mình có thể mình kéo cái tivi ra rồi xoay ra cho mọi người ngồi coi này cái nọ. Rồi đến khi mà mình đi đó thì nếu mà mình ấy thì mình đóng vô thì nó tự nó lock lại, thì mấy cái option này mình tự mình làm lấy. Mình chế chút khi rảnh thôi. Bây giờ thì lúc này thì cũng không có thì giờ trên này thì nó thay vì cái chỗ ngủ thì bây giờ mình dùng để đồ tại vì có hai vợ chồng thôi. Thành ra thoải mái, hai vợ chồng với con chó nữa. Bây giờ có con chó, bây giờ con cái nó lớn hết trơn rồi, nó không có đi với mình nữa. Nhưng mà những người như ông đại gia này là cần phải mua một chiếc. Nhà em có chỗ đậu, nhưng mà đại gia có chỗ đậu luôn, tức là có đầy đủ điều kiện, nhưng mà vợ đại gia chưa cho phép thì trong này đây là tủ quần áo. Thì thực sự ra tất cả những cái chỗ này là để phục vụ cho những công việc, ví dụ như là tại vì chú Kim biết là Dương là bây giờ lại thích sinh hoạt trong hội đoàn với đi tĩnh tâm này, là khi đi tới đâu thì mình có đầy đủ đồ mình đưa. Rồi đây là cái phòng tắm của nó. Đó, phòng tắm nó có toilet, rồi nó có cái phòng tắm trong kia. Rồi đó có phòng tắm thì mình vô đây mình đứng tắm ha. Có shower này kia. Thì nó chỉ có nhỏ vậy thôi, nhưng mà ít ra nó cũng cho mình cái không gian để mà mình sinh hoạt. Ở trên kia nó có một cái hút để nó hút cái hơi ra ngoài để cho nó không bị vậy đó. Có máy hút. Nó có máy hút luôn. Đây nè, cái máy hút nè, thấy không? Đó. Nó hút. Ở đây cái giường này cũng to chứ. Hai người nằm. Thì hồi nãy giờ mình đi mình feel cái xe mình giống như là nó hơi, tại vì nó đang trên bốn cái bánh phải không? Thì cái xe này nó có cái option, tức là nó bỏ cái trống ra. Nó có chân trống để cho nó khỏi. Đó thì mình cho nó, mình power nó up xong rồi mình để nó auto level.
Tại sao mình phải làm vậy? Là tại vì khi mà mình đi chơi đó, những cái địa hình mà cái chỗ mình đến nhiều khi nó gập ghềnh. Thì cái xe mình nhiều khi nó bị nghiêng. Mà nhất là những cái người mà bị motion sickness, giống như trường hợp chú Dương là hay bị motion sickness đó. Có nghĩa là chỉ cần mình ngồi trên xe mà người này đi qua đi lại không thôi, nó cái xe nó nhúng nhúng cũng có thể làm cho mình chóng mặt. Thành ra bây giờ dưới cái gầm xe đó, nó làm cái chân chống bằng sắt. Bốn cái chống. Nó đội lên. Nó đội bằng nó ba lăn cái xe luôn, tức là nó làm cho sàn mình level luôn. Có thể như là nó đang level đó. Đội lên. Nó đang level cái xe lại. Nó đang mua cái xe lại. Có nghĩa là lúc nãy thì Bùi Hồ đi lên đây á, thì Bùi Hồ có nghe cảm giác nó chồng chền. Đúng rồi. Dạ, nhưng mà khi mà nó đội lên thì nó bằng phẳng lại. Nó bằng phẳng lại, nó level cái xe luôn. Dạ. Mà nó không có nhúc nhích được luôn, tại vì nó có cái chống bằng sắt á, nó chống xuống dưới rồi. Dạ. Cứ nói chuyện với chú Kim đó để dừng dọn lấy một ít nước ra uống. Ok. Đó, thì đây là nó có cái chân chống xuống. Rồi nhưng mà cái đó cũng hơi nguy hiểm, là nếu mà lúc mà mình đi á, mình nhớ mình phải bấm nút để cho nó đi lại đúng không? Đó. Thì đây cái này, nếu mà cái này mình muốn thì mình có thể mở ra thêm này. Dạ. Để mà cho nó counter space, nó có đồ để đồ vậy đó. Đúng không? Đây, đây. Mình đóng cái này lại. Thấy không? Mình đóng cái phần này lại. Nó có cái nắp ở chỗ này đâu mất tiêu rồi. Dạ. Để đã chống ruồi muỗi mình có thể mở cửa ra để cho nó thoáng. Ha. Ở đây là mấy cái nút gì chú? Hả? Ở này là radio đó Bùi Hồ. Dạ. Bùi học radio đó. AM FM nè, radio nè. Dạ. Dàn giống như studio của mình đó. Nói chung là trên xe này nó không có thiếu gì. Nó không thiếu gì hết á. Thì chú Dương làm thêm mua cái máy nước đá nè, cái máy là cái máy làm nước đá. Thì cho nó nhanh. Dạ. Cái này mình cắm điện vô, xong mình đổ nước vô thì trong vòng bao nhiêu lâu là nó ra nước đá thôi. Đây là cái Thái tea uống cũng dễ thương. Đây là trà Thái. Thì uống chút đi. Chắc Kim thì trong này là máy lạnh nằm đâu nào chứ anh? Đây máy lạnh đây. Đây là máy lạnh nằm trên này. Ví dụ như là tại bây giờ mình không có cắm điện thì mình có thể mình muốn cái máy lạnh này nó chạy đó thì mình có hai cách. Một là mình dùng cái inverter để mà mình đổi điện nó ra thì nó sẽ lấy điện từ thế vừa mới bật lên thấy cái microwave nó lên, có nghĩa là bây giờ điện 110 nó đang có nhưng mà nó đang chạy từ cái bình điện của mình. Nhưng mà nếu mà mình cho cái máy lạnh này chạy á, thì nó chỉ chạy khoảng chừng 4-5 tiếng đồng hồ là nó sắc hết sạch điện của mình luôn. Tại vì cái thằng này nó rất là mạnh. Thì thường nếu mà mình muốn chạy cái này ra thì mình một là mình cắm điện ở ngoài vô, hai là mình dùng cái generator, mình cho cái generator nổ máy, cho nên là mình sẽ cho cái máy lạnh này nó chạy. Thì nó sẽ nó an toàn hơn. Thì là nó không, nó hiện tại bây giờ ví dụ như mình muốn nấu cơm hay là mình muốn hâm đồ ăn bằng cái microwave này mà trời ở ngoài tuyết mà đâu ra ngoài được phải không, thì mình làm ở trong này. Thì cái này nếu mà mình xài cái microwave này, thường thường người ta đâu có nấu microwave nào mà quá 20 phút đâu, phải không? Hâm đồ ăn 5-3 phút thì chuyện quá nhỏ. Thành ra là microwave mà nó run với cái đó, hoặc là mình nướng lò nướng cũng không sao hết. Lò nướng mà nướng nửa tiếng là xong rồi, 20 phút là xong rồi. Thành ra không có vấn đề gì hết, cả tủ lạnh nó chạy thì không có vấn đề gì hết. Nhưng mà nếu cho nó chạy bằng cái thằng này thì nó chạy, nếu là cái bình nó full charge á, thì nó sẽ khoảng 4 tiếng, 5 tiếng đồng hồ là lý do tại sao mà nó có thể nó chạy lâu hơn được mà nó không cho chạy không? Tại trong cái hệ thống này đó, nó có một cái hệ thống inverter nó nằm ở trong này nè, nó nằm ở dưới cái xe này nằm. Thì nó làm cho mình nó rất là lớn, nó bự lắm, để mình mở lên cho coi. Đây là mình tự làm lấy hết thôi chứ không có mướn thợ mướn đồ gì hết, thành ra là mình mới biết rõ cái chỗ nằm của nó. Nó nằm trong này nè, đây là để lên cho coi nhé. Đây, trong này nó có một cái inverter. Cái inverter này là điện nó vô đó thì nó sẽ tạo cái điện, cái nguồn điện để mà nó cho cái bình lithium ở dưới. 5 cái bình lithium. Rồi khi mà không có charge điện đó, thì bây giờ nó muốn làm cái điện 110 thì thằng này nó đóng cái vai trò là nó đưa điện 12V thành điện 110V cho mình sử dụng. Nó nằm dưới này. Thì cái thằng này đó phải công nhận Mỹ nó chế ra những cái đồ chơi rất là ngầu. Thằng này á, nó all computerized hết. Có nghĩa là khi mà nó set, mình set nó đó là bạn chỉ được phép dùng
60% những cái điện của cái bình, ví dụ như cái bình điện là mình là 100A thì là mình xài được 1 tiếng đồng hồ, thì khoảng chừng 3/4 thời gian đó là nó cách, nó không cho xài nữa. Để nó giữ, để nó giữ cái bình điện lại để cho mình xài những cái điện bên trong nhà. Yeah. Thì nó nên mình thì mình, cái bình điện nó last long hơn. Nó last long hơn. Chứ còn nếu mà bình điện mà mình cứ dùng hết rồi mình chạc lại là nó mất cái cycle. Cái mà của chú Kim nói đó là cái bình điện đó là cái loại nó gọi là lead acid đó, hoặc là cái loại bình điện mà mình thấy trong xe đó. Trước đây là nó nằm đây nè, hai cái bình này nè, thì bây giờ mình bỏ ra mình dùng để mình đựng giày dép. Rồi bây giờ mình đây nè, trước đây là nó gọi là house battery. House battery nó nằm trong này, thì bây giờ mình bỏ rồi mình không có dùng nữa. Mình giấu dưới kia. Cái lithium với lại cái house battery nó khác nhau như thế nào? Mấy cái bình điện mà nó gọi là AGI, mấy cái bình lead acid á, nó để là 100A nhưng mà nó chỉ cho mình xài tối đa khoảng chừng 50A thôi. Nếu mà mình xài nhiều hơn như vậy đó, nó drop là coi như cái bình nó hư luôn. Còn không phải là hư nhưng mà coi như là cái tuổi thọ của bình nó giảm. Còn cái bình lithium thì nó lại khác, nó để 100A thì mình có thể xài up to 90-95A không có vấn đề gì hết. Nhưng mà đương nhiên là mình xài mình có, tức là nó khác với cái bình acid, cái bình này bình khô mà bình nó giống pin vậy đó. Thì nó cũng hơi tốn tiền chút xíu nhưng mà nó lại đi chơi thì mình yên tâm hơn. Mình không có bị, nhưng mà nói vậy thôi chứ bây giờ cũng phải lo đi kiếm tiền chứ đâu có thời giờ đi chơi nhiều. Chưa. Ở đây này nó có những cái compartment nào vừa không? Nó đầy đã ở đây nè, đó mình để đồ trên này, để vô xong mình ẩn cái mình lót lại, nó không có ra nữa thì chạy nó không có ra được, nó đóng luôn. Chạy đó, thì mình khóa này lại, nó khóa lại xong mình đẩy mình bấm ra thì mình mở ra được. Còn nếu mình vô đây thì mình ẩn lại là nó lót luôn. Vì nó khi tài chạy thì nó tính đến độ gập ghềnh nó bong ra. Vậy thì những cái tủ lạnh như thế này, tại vì tủ lạnh thì nó phải cố định đó chú. Thì làm sao mà nó giảm thiểu cái độ dao động để mà cho giữ cái bình, cái ga ở trong cái tủ lạnh cho nó không cái loại này nó không phải là compressor and fridge. Tức là tủ lạnh bình thường của mình là khi mà mình di chuyển cái tủ lạnh xong là mình phải để lại một thời gian cho nó lắng lại, đúng không? Thì lúc đó mình mới sử dụng được. Mấy cái tủ lạnh này nó không có phải là như vậy. Compressor fridge là nó mình thoải mái di động mình không có phải gì hết á, là cắm điện vô là nó chạy thôi. Nó chịu được những cái mà gập ghềnh, những cái dao động không thành vấn đề. Nó không phải là tủ lạnh mà giống như ở nhà mình. Là mình phải để đó một thời gian, một ngày, nửa ngày thì nó mới vứt. Vậy thì cái hệ thống làm lạnh ở trên cái chiếc xe này thì nạp qua cái máy phía trước, còn nếu như ngừng lại thì mình có thể sử dụng hệ thống một cái làm lạnh bằng điện không đó. Tức là nãy chú Dương nói á, cái hệ thống này khi mà mình nổ máy xe mình chạy á, đúng không, thì nó dùng cái alternator bắt đầu là nó có điện trong xe thì mình có thể mở máy lạnh giống như là mình xe của mình mở máy lạnh vậy đó. Nhưng mà nếu mà mình ngừng xe lại mà mình đậu vô trong cái campsite đó thì mình sẽ lấy điện ở phía ngoài, mình cắm lấy điện từ cái điện của ngoài vô. Còn nếu như mình không có cái điện ở ngoài đó thì nó sẽ dùng either là cái cục generator, tức là cái cục battery có sẵn đây rồi. Cái cục battery nằm bên hông này nó có sẵn thì nó dùng này, nhưng mà cái cục battery nó sẽ drain out cái battery ra. Một cái nữa là mình có thể dùng generator, tức là một cái máy phát điện. Mình phải run cái máy phát điện thì cái máy phát điện đó nó sẽ run cái này. Tức là nếu mà mình không có cái shore power ở ngoài. Nhưng mà đa số những người mà họ đi cái này á thì là họ đi tới những cái campsite nó đã có full hook up, tức là nó có ba thứ. Nó có điện, nó có nước và nó có sewer. Thì khi mình cắm ba cái thứ đó vô rồi á là mình không có phải làm gì hết. Mình nổ máy xe mình không cần phải nổ luôn. Tức là mình mở nước là có nước. Mà mình điện, mình mở điện thì mình vẫn xài là điện là cắm vô rồi. Và mình đi restroom hay mình tắm rửa, mình rửa giống như cái nhà mình như là nó ra thẳng cái nước thải luôn. Nó không có giữ gì trong cái xe hết, nó có retain cái xe. Thì cái này rồi cái Kim này cũng đã từng Kevin cũng đã từng
có mướn cái xe để đi campsite chơi rồi. Là rất là rành, rất là rành cái tức là bữa chứ nó là khi mà mình đi cắm trại á thì ở đây á, nó có mình thay vì mình mọi người đi cắm trại thì mình đi là dạng mình cắm lều đúng không? Thì tụi chú không có cắm lều, tụi chú đi mướn một cái xe nó gọi là travel trailer, tức là một cái dạng á là nó không có cái đầu máy, nhưng nó mà nó là y cái chang. Thùng xe thôi, nhưng mà bên trong nó y chang, y chang, y chang, nó y chang như vậy thôi mà nó bự hơn nữa. Cái phần của chú đi lần đó là nó dài tới 32 feet lận. Thì trong đó nó có một cái phòng ngủ đó, trong đó mình ở được tới 8 người trong đó lận, là cái bàn ăn thành cái giường ngủ, cái nó có hai cái double bunk bed để cho mình ngủ được, đó là 4 người. Rồi cái bàn ăn trở thành cái một cái giường ngủ, rồi cái sofa trở thành giường ngủ, rồi nó có một cái giường to đằng sau nữa là cho hai người. Thì một cái phòng đó thì mình người ta sẽ đưa cái travel trailer đó, họ set up vô cho campsite cho mình. Rồi lúc mà mình tới đó là mình vô đó mình ở giống như cái nhà vậy đó. Xong rồi chỉ việc là khi mà mình xong xuôi làm ra mình lấy thẻ mình trả tiền và là đi về thôi. Đó. Còn cái xe này của chú Dương á là drivable, tức là nó có cái phần mà đầu máy. Thì cái đầu máy là mình có thể tự chạy đi được. Còn cái kia của chú á là nó lại là nó cần một cái xe để kéo đi. À đúng rồi. Đúng rồi. Thì người ta đó, người ta dùng cái xe của nhà người ta, họ kéo cái xe đó tới, họ đặt vô trong cái campsite cho mình. Rồi khi mình sử dụng xong thì họ tới họ kéo đi lại. Thì mình bây giờ là mình đang chạy cái generator thử, tại vì lâu quá không chạy thì phải chạy cho biết. Xong rồi mình sẽ cho cái máy lạnh nó, mình cho cái máy lạnh nó máy lạnh nó sao chuẩn bị nó chạy đó. Máy lạnh nó chạy. Thì bây giờ mình cứ tưởng tượng ví dụ như mình ngồi ngoài một cái bờ biển, đúng không? Mình nhìn ra được cái view ở ngoài, nhìn được cái view rồi. Nhưng mà tối vô trời nóng thì mình có cái máy lạnh không? Còn mình đi lên cái vùng mà núi tuyết này kia nọ, chung quanh tuyết không, tối lạnh nó thì là nó có máy hít. Rất là ấm cúng, ngồi ăn uống, nói chuyện cười chuyện vui với nhau rất rồi là vui. Ngoài ra nó có thêm cái max fan nè, là cái này là máy hút. Máy hút thì đôi khi trong này á là mình muốn cho cái air nó circulate trong này thì mình có thể máy này lên nó hút hơi ra, nó đi hai direction luôn, nó có thể thổi vô cũng được mà nó hút ra cũng được. Bên trong kia nó cũng có trong phòng tắm á, để nó hút những cái hơi ấy trong phòng tắm, nó hút nó thải ra ngoài. Thì rất tiếc là hôm nay không có chuẩn bị kỹ, chứ còn không chú Dương đưa tới qua cho một người bạn cái xe cũng nhà cũng gần đây, nhưng mà tại vì he đang on the trip. Actually thì he on the trip, he just back, nhưng mà thì mới đi về thì cái xe nó lung tung lắm, thành ra he ngại, chứ còn he rất là dễ thương. Cái chú đó, chú rất là dễ thương, chú là một, bây giờ chú retire rồi, là cái xe của chú là bây giờ một năm chú đi khoảng chắc cũng phải cả mà sau đó là class nào, class A, class A. Class A, class A thì nó to hơn đó. Cái này nó là class C. Nó là class C, còn class A là nó giống như cái xe bus á. Nó to giống như cái xe bus vậy đó. Hồi xưa chú Dương này cũng có cái class A, cái xe bự á, sau rồi chú mới bán cái xe class A đi đổi qua class C. Cái đó thì cũng mua về thích lắm, nhưng mà lại nó bự quá, nhiều khi đi trên freeway đó thì đậu xe nó hơi khó, đậu xe dè ra dè vô nó hơi khó. Thực sự đó, mấy thằng này đó thì mình dè đó, nó đều có backup camera hết. Nó có camera cho mình biết là để mình nhìn, nhưng mà cái xe lớn thì nhiều khi mình chạy, thực tình mà nói đó, giữa cái xe này với lại lái cái class A đó thì lái class A nó sướng hơn. Lý do là tại vì cái mặt kiến của nó mở rộng như vậy nè, mình thấy được hai bên. Thật ra những cái xe mà mình thấy là ví dụ như mình thấy nó lớn như vậy đó, nhưng mà khi mình lái ngoài freeway đó, nhất là những cái xe mà nó là diesel pusher, tức là cái máy nằm đằng sau đó, tức là đằng trước mình không nghe gì hết đó, thì lái nó rất là êm. Thì chú Dương nó từng lái thử rồi, nó êm lắm. Mà ra ngoài đó, khi mà những cái xe lớn bây giờ đó, nó có cái hệ thống gọi là chống swing,
Có nghĩa là những cái xe này nó vẫn còn bị, ví dụ như là mình đang chạy đi, mình gặp một cái xe tải lớn nó chạy mà nó không qua mặt mình, nhưng mà nó chạy bên lên của nó thôi, mà nó chạy nhanh á, nó cũng sẽ làm cho cái xe mình nó nghiêng vậy nè, tại vì nó bị cái giống như là cái hơi, cái sức hút của cái xe kia nó làm cho cái xe mình. Còn những cái xe lớn mà những cái anh mà đi cái xe mà class A mà lớn đó, thì thường thường nó có cái hệ thống chống swing, tức là nó cái xe nó lúc nào nó cũng stabilizer, tức là nó thăng bằng, nó êm, nó thăng bằng lắm. Thấy nó bự như vậy nhưng mà là dễ lái, chỉ có cái là da vô da ra thì nó hơi khó thôi. Đúng rồi, tại nó to quá. Rồi ok, có là... câu hỏi gì nữa không? Rồi, bây giờ mình bây giờ Bùi Hồ đi ra ngoài để coi cái phần slide này nó ra làm sao. Dạ. Rồi xong rồi chú bấm vô nó vô lại. Dạ, dạ, đó. Dạ. Lại nói là hỏi thì con không biết hỏi gì, tại vì con chưa bao giờ gặp chiếc xe như thế này. À vậy đó hả? Ờ bên này thì nhiều lắm. Chú Dương với lại chú Kevin Trần là chia sẻ để mà con cảm nhận thêm thôi. Dạ. Chứ hỏi thì con không biết gì, con không biết gì để... Đây là lần đầu tiên mà đặt chân lên chiếc xe này. Mà để trải nghiệm thì là một điều tuyệt vời nữa. Đó, ví dụ như cái generator mình cũng có thể tắt bằng, mình có thể mình bấm để mình tắt bằng đây luôn nhé, start hoặc là stop. Thế có thể hôm nay nó bị có thể nó không connect với cái đi dương mình đi ra ngoài đằng sau. Anh Dương khoan bấm cái vô nha. Dạ dạ. Để cho Bùi Hồ nó quay cái phía ngoài cho biết. Đây nè. Nè. Đây nè. Bùi Hồ thấy không? Cái này nó slide ra ngoài. Đó, nó mở cái này ra để cho nó lọc cái bên trong ra. Đó. Thì cái này nó gọi là slide out đó. Thì có nhiều cái xe là nó có cái này là có một slide out thôi. Có nhiều xe nó ra hai slide out hoặc ba slide out cũng có nữa, nó có lại xe slide out đằng sau ở bên hông hai bên hoặc là đằng sau nó đi ra nữa. Đó thì khi mà chú bấm vô thì cái này nó lại chạy vô, nó làm rộng ra một chút xíu thôi, nhưng mà một chút xíu này á đối với cái xe này thì là rộng lắm rồi đó. Bây giờ chú Dương bấm vô quá. Để con qua cái đưa đó đi để chú. Anh Dương bấm cái slide vô đây anh Dương. Ừ. Ok, bấm vô nha. Bấm vô đi. Slide cho nó chạy vô, tại hồi nãy nó. Make sure nó. Rồi, nó đang chạy vô. Nó chạy vô đó. Thế này đang chạy vô không? Tất cả điều khiển qua điện thoại hết hả? Điện thoại hết, đúng rồi. Đó, nó chạy vô. Hay quá luôn. Nói chung là đây là một video clip khá là tuyệt vời quá. Thì cái này là mình có thể, hình như cái này là bike rack hả anh Như? Không, cái này là dương chế đó. Cái này là nó để mà để cái bike rack, nhưng mà nó bike rack của nó thì là cái này. Nhưng mà mình mua cái này để mình bỏ thêm cái generator để mình đi chơi thôi. Bỏ cái generator, cái Honda nó Cái xe này á mình có thể kéo thêm một cái xe nữa nếu mình muốn. Thế mình có cái xe bình thường á, mình có thể hút cái xe đó vô trong này. Đúng rồi. Vì cái xe này rất là mạnh. Nó có thể kéo thêm một chiếc xe ra đằng sau nữa. Để mà thường thường người ta đi, ví dụ cái xe này người ta tới campsite đó, người ta đậu vô xong người ta dùng cái xe nhỏ đó, người ta đi ra ngoài, người ta đi chợ hay là người ta đi chơi đâu đó, rồi tối về rồi người ta mới đậu lại trong campsite. Rồi cái xe này họ không chạy đi đâu, người ta ở đó làm cái nhà. Còn cái xe nhỏ là để họ chạy đi chơi vòng vòng đó, vậy đó. Cái này đó thì nó khi mà tô xe thì nó có hai cách tô, một cái là nó gọi là off-road hoặc là off-road, tức là mình có một cái đồ kéo nó nằm vậy này, nhưng mà hai cái bánh trước của cái xe nhỏ nó, lên nó nằm trên đó. Còn một cái nữa đó là nó tô, mà nó tô bằng cách gọi là nó bốn cái bánh của thằng kia nó lôi đi luôn, nó lôi luôn, thì mình bỏ cái vô cái neutral á thì là nó lôi đi xe, nguyên xe đi. Còn như chú nói là mình có một cái trailer là nó lấy hai cái bánh xe trước á, mình lái lên trên cái trailer đó. Đúng thì rồi. Nó chỉ có lên hai cái bánh sau thôi. Còn thì cái đó như đó không, sẽ không lên mileage đúng không? Nó không, hình như là nó cũng không, nó không tính mileage. Không tính mileage. Tại vì hai cái bánh sau thì nó không tính. Nhưng mà cái mà mình chạy bốn bánh thì nó có thì lên nó tính mileage là, hình như là nó tính. Nó tính tại vì cái xe mà thường thường nó front wheel drive á
là cái mileage, cái xe đằng trước, cái bánh xe đằng trước mà nó roti đó là bắt đầu nó count cái mileage rồi. Đó nè, mọi người thấy đó cái trống đó là cái trống để cho nó giữ cho cái đó, xe cái mình đi nó giữ cho xe đó. Yeah. Nó không có nghiêng qua nghiêng lại thì nó nhưng mà cái đó cũng nguy hiểm lắm nha. Lần đầu tiên chú Dương nói á, lúc mà chú Dương đi về chú Dương vội á chú quên cho đi lên. Xong rồi chú Dương chạy như vậy luôn, mất khách mấy ngàn. Tại đó lúc nó về là nó quẹt cái đường coi như là thê thảm luôn. Rồi thê thảm luôn á. Tại vì cái này nó cái này coi vậy cho ví dụ như cái địa hình của mình nó gồ ghề thì cái chân nó sẽ lên tùy theo. Có những cái nó ra hết, có những cái nó ra nữa chừng để nó làm thăng bằng lại á. Rồi cái camera thì xe này nó có một cái camera đằng sau này. Nó có hai cái camera đằng trước để mà nó nằm ở ngay cái chỗ cái kiến để khi mà mình bật cái signal thì nó sẽ cho mình thì coi cái hình đây nè, đây nè có cái camera nằm đây nè, thấy không? Bên kia nó cũng có một cái để cho mình biết cái xe nào bên cạnh. Nhưng mà thực sự ra cái chiếc này lái rất là dễ. Và lái xe này không cần bằng bằng lái xe thường thôi. Lái xe thường thôi. Đúng rồi. Cái class E á là mình cần cái bằng lái khác. Còn cái này class B với class C này là bằng lái bình thường thôi. Chú Kevin hướng giới thiệu với chú Dương thì đã chia sẻ cho cô bác với chị để mà có thể mình tham khảo để mà mình biết thêm về những cái chiếc xe mà để đi cắm trại á. Tại Mỹ như thế nào? Ở Việt Nam thì hiện nay những cái dòng xe này cũng có một số bạn để mà độ để mình đi chơi, nhưng mà chắc thì đồ hồ thì chưa có cảm nhận được nên hơi không biết như thế nào, mà chú Dương cũng đã nói rồi. Có đi một lần rồi thì cái đó là một cái xe giống như cái xe Sprinter bên mình á, bên Việt Nam cái xe Sprinter đó nhiều lắm để họ chở khách. Đúng rồi. Nhưng mà cái xe 15 chỗ đó. Dạ, xe 15 chỗ đó thì họ thì những cái xe đò mà 15 chỗ đó là người ta cải tiến lại. Mà nhưng mà nó chỉ là cái xe đó thôi. Nó không có, còn cái này là cái thùng xe riêng. Chuyên dụng. Nó cái thùng này là của cái hàng Cushman, nó build riêng ở ngoài. Rồi bắt đầu nó mới lấy cái đầu xe của cái thằng Mercedes. Để nó mới gắn cái thùng này vô. Đó. Cũng cái dòng này nhưng mà nhiều khi nó lại là cái đầu xe Mỹ. Nhưng mà có một cái điều mình phải khâm phục các bác bên Việt Nam quá giỏi, là các bác vất hết mấy cái ghế ra xong rồi các bác làm sao mà quá hay. Từ cái toa, từ cái giường nằm mà các bác xếp ra rồi các bác làm nhà bếp nhà đồ đâu mà hay lắm, rất là hay. Giao một cái xe như vậy là các bác làm khoảng 2-3 tháng mới xong. Thì cái anh bạn anh cho mình đi coi cái xe đó, chở mình đi chơi thì mình thấy mình rất là thú vị. Mình thấy nó cũng có cái gì hay hay, mình cảm nghiệm cái tại vì bên Việt Nam thì cái đường, cái địa hình đường xá nó hơi khó khăn chút xíu, thành ra là những cái xe đó là thích hợp, còn những cái xe như thế này mình chưa thấy bên đó. Tất cả lại là thật sự bây giờ cũng em đã thấy rồi đó. Em đã thấy bên Việt Nam nó có những cái xe class B nó về, nó nhập về đó đó, nhưng mà nói đi nói lại thì nó vẫn là self contained tank. Chứ nó chưa có, tức là những cái thang á, là ví dụ như là trong này cái thang mà mình nói á, là black thang với gray thang á, là mình chưa có đổ được. Tức là nó nằm đó, ví dụ nó nằm trong này, ví dụ ở đây á, là nó self contained, tức là mình đi cái chỗ mà nó không có cái hút cấp này đi thì bản thân này nó cũng có cái thang trong đó để nó giữ cái waste đó. Rồi khi nào mình muốn thì mình đi tới cái chỗ đó đó, tới cái chỗ đâm á, thì mình mới gắn cái vô, mình trả tiền, xong rồi nó sẽ đâm cho mình vô trong cái hệ thống. Đó. Còn ở Việt Nam thì nó chưa có hệ thống mà đâm đó. Thì bây giờ bên Việt Nam thì đa số mọi người mà muốn đi tiêu đi tiểu thì mình phải dùng cái portable toilet riêng. Đó, rồi mình phải đi đổ cái đó thôi, chứ mình không chưa có cái hệ thống đó bây giờ. Một lần nữa thì cảm ơn chú Dương rất là nhiều. Cảm ơn chú Kevin Trần. Chúc hai chú luôn tôi sức khỏe dồi dào. Trời, cảm ơn mời. Cảm ơn Kevin. Thôi. Bây giờ thì chắc có lẽ là Mùi Hồ và hai chú xin chào, hẹn gặp lại. Chúc hai chú luôn tôi sức khỏe dồi dào. Lần sau mình sẽ hẹn gặp lại ở ngay cái lake hay là cái gì đó ha. Cho nên